Tiếp theo phần trước, lại nói đến mạch tông chủ chính là Phục Hy thần tộc mà Phong Thường Dương dùng tính mạng bảo vệ sự thuần tịnh của huyết thống, của linh hồn không bị ngoại tộc xâm nhập. Lúc bây giờ Phong Kỳ Khai coi như không nghe thấy gì cả, tiếp tục đồ sát. Huyết quang lẫn cùng ánh sáng đại đạo không ngừng dung nhập vào trong cơ thể của hắn, khiến cho toàn thân của hắn là máu tươi, huyết dịch chạy xuống men theo vảy rồng. Các lão giả và tuổi trung niên ào ào lao ra, một vị lão giả vội quỳ xuống khóc lớn. Tộc trưởng, mau dừng tay, người muốn chúng ta đều bồi táng theo hay sao? Vô số Phục Hy thần tộc ở phía dưới quỳ xuống, cùng giống lên khóc lớn. Tộc trưởng mau dừng tay, còn giết nữa thì những vị thần thánh ngoài kia sẽ không tha cho chúng ta đâu. Kiếm quang trong tay của Phong Kỳ Khai dừng lại, các tộc lão thở phào, một vị cười khẩy. Phong Kỳ Khai, giờ ngươi bó tay chịu trói, ta có thể giữ mạng lại cho. Thần kiếm trong tay Phong Kỳ Khai xuyên qua đầu của hắn, rồi nhấc kiếm chém vị lão giả quỳ dưới đất kia, lạnh lùng nói: "Không có trái tim của chiến thần, những kẻ quỳ xuống đều không phải tộc nhân của ta." Hắn mặt không chút biểu cảm, liên tiếp đâm chết các tộc nhân đang quỳ. Những tộc lão kia thấy thế, vô cùng sợ hãi, vội vàng bỏ chạy tán loạn. Có thể quỳ thì cũng có thể phản bội. Phong Kỳ Khai tay không hề run, lao tới chém liên hồi. Giọng nói bình thản, thế nhưng truyền khắp mọi ngóc ngách. Phục Hy thần tộc nghe lệnh ta, hôm nay thần tộc nổi lên ngọn lửa chiến tranh, giành lại huy hoàng. Những người còn huyết tính, hãy chiến đấu cùng với ta, giết hết bọn phản đồ tay sai. Đầu của một vị tộc lão bị chém đôi, Phong Kỳ Khai dung kiếm. Một vị tộc lão nữa sững người, cúi nhìn, ngực bị cắt ra, trái tim rơi khỏi lồng ngực. Giọng của Phong Kỳ Khai càng ngày càng cao lên, mái tóc đen bay phấp phới. Các ngươi đã bị đè nén 8 vạn năm, bị những tên phản đồ này và hậu đại của chúng chế nhạo 8 vạn năm, bị chúng nô dịch 8 vạn năm. Giờ là lúc phản kháng rồi. Cùng chiến đấu với ta, chém hết bọn phản đồ, hậu đại của phản đồ, để huyết thống của chúng ta trở nên trong sạch. Dần dần, có lứa tuổi trẻ của Phục Hy thần tộc lao ra tới bên cạnh hắn, cùng hắn tấn công những kẻ phản đồ. Không lâu sau, ngày một nhiều tộc nhân hơn theo hắn giết địch. Họ đánh vào các tòa thần điện, vào thánh trì khổng lồ, dốc sức giết những kẻ dị tộc đã ức hiếp họ, nô dịch họ, chế nhạo họ. Bên cạnh Phong Kỳ Khai có ngày càng nhiều Phục Hy thần tộc hơn. Đế uy của hắn càng ngày càng mạnh, thần thông càng mạnh càng quảng đại, không có địch thủ dễ dàng phá hủy các tòa thần miếu. Thôn làng nơi mạch tông chủ ở, người già phụ nữ trẻ em không thể tham chiến, thế nhưng cũng cố gắng đánh đổ các pho tượng của dị tộc. Nơi sâu nhất của thế ngoại chi địa, trong hố sâu đột nhiên bùng phát khí tức khủng khiếp. Hai luồng đế uy đối đầu giống như hai con cự thú khổng lồ đang đánh nhau dưới lòng đất vậy. Một lúc lâu sau, lòng đất truyền ra tiếng oanh lớn, mặt đất nổ tung. Một vị Phục Hy thần tộc kéo theo quả cầu sắt khổng lồ bay lên, toàn thân quấn đầy những sợi xích lớn tỏa sáng, phủ đầy đồ đằng văn phong ấn. Đều là đồ đằng văn phong ấn mà các đế cấp để lại. Những sợi xích lớn tựa mãng, tựa xà, quấn chặt lấy hắn, muốn kéo hắn lại xuống hố sâu. Vị thần nhân đó râu tóc rậm rạp, thân hình cao lớn, những bắp thịt cuồn cuộn nổi đầy hung hãn. Các sợi xích bị phá tan, rồi có tiếng lăng keng phát ra, vô số vảy rồng từ hông của hắn bay lên, nối với nhau tạo thành thanh thần kiếm sắc bén, chém xuống các sợi xích kia. Ở phía dưới, Phục Nguyên lão tổ toàn thân là máu lao ra, nhưng bị vị thần nhân kia vung xích sắt quấn lên trên người, hộc máu mà rơi xuống. Vị thần nhân kia đáp xuống đất, nhấc quả cầu sắt lên rồi ném xuống, hết lần này tới lần khác, vô cùng điên cuồng, cho tới khi Phục Nguyên lão tổ bị đập nát thành bùn nhão mới thôi. Hắn phẫn nộ chém xích, sợi xích kia quá cứng, được các thượng cổ đại thần thông giả hợp lực luyện thành, căn bản không chém đứt được. Thần nhân bạo nộ ôm quả cầu sắt bay lên, đứng trên không trung nhìn Phong Kỳ Khai. Phục Hy mà đại huynh gặp, hắn đã tới chưa? Phong Kỳ Khai tâm thần rung động. Tới rồi, hắn tới rồi. Đại huynh, du hồn từ tương lai mà huynh đợi, hắn tới rồi, cuối cùng cũng tới rồi. Thần nhân kia cười ha hả, mắt ngấn lệ, dầm một tiếng đáp xuống một tòa thành trì, kéo quả cầu sắt đại khai sát giới, đập nát vô số dị tộc. Lão điên Phong Thường Thái cuối cùng cũng thoát khỏi sự giam cầm. Phong Kỳ Khai đánh tới, đột nhiên kiếm quang dừng lại trước mi tâm của một đứa trẻ 2-3 tuổi. Phong Thường Thái mặt mày hung hãn, lạnh lùng nói: "Huynh không hạ thủ được sao?" Phong Kỳ Khai nhíu mày: "Dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ, không biết ân oán của tiền bối,
tiền bối của nó có tha cho những đứa trẻ của Phục Hy ta hay không? Phong Thường Thái râu tóc tung bay, ánh mắt càng thêm hung hãn. Chúng có thương cho những đứa trẻ của chúng ta hay không? Không, chúng tuyệt hậu của chúng ta, cả chủng tộc chúng ta, lịch sử hơn 7 vạn năm gần như bị chúng giết sạch. Huỳnh không giết, nuôi hổ làm hóa, giết có phải diện tận gốc kìa. Với những kẻ này phải chạm tận giết tuyệt. Phong Kỳ Khai tim run lên, sắc mặt lạnh lùng, kiếm quang lắc một cái xuyên qua mi tâm đứa trẻ kia. Ba ngày sau, Phong Kỳ Khai và Phong Thường Thái toàn thân đầy máu, xuyên qua tầng tầng sương mù ra bên ngoài thế ngoại chi địa. Phía trước là những con thuyền lớn đang lơ lửng ở đó, hàng trăm vạn vị thần tướng nghiêm nghị, không phát ra bất cứ tiếng động nào. Những con thuyền đó xếp thành hàng quanh một chiếc thuyền cổ nghìn cánh. Phong Kỳ Khai và Phong Thường Thái, hai vị đại đế, tiến vào con đường hẹp giữa những con thuyền lớn, tiến về phía con thuyền cổ nghìn cánh. Trên mũi thuyền, một vị đại đế Phục Hy thần tộc đứng sừng sững ở đấy chờ họ. Phong Kỳ Khai và Phong Thường Thái cúi người. Phục Hy Phong Kỳ Khai, Phục Hy Phong Thường Thái, thỉnh cầu tộc trưởng cho phép cho chúng ta trở về tông môn. Trung Nhạc xuống thuyền đỡ hai người lên, ôn hòa nói: Hoan nghênh hai vị, chiến thần đã trở về với Phục Hy thần tộc. Đứng lên đi nào. Hai vị, thông đạo tế tổ đã được một Phục Hy khác đã thông rồi. Hắc đế đại phong ấn và đạo thần phong ấn 10 vạn năm trước đã bị ta đánh tan rồi. Phong Kỳ Khai và Phong Thường Thái chấn kinh, vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, không kiềm được nghẹn ngào mà rơi lệ. Trung Nhạc nhìn hai người họ, Phong Kỳ Khai đã tu thành đế cảnh, dù sao cũng là Phục Hy thần tộc, huyết mạch thuần chính, tu vi cường đại. Còn Phong Thường Thái thì đã già, đầu hai thứ tóc, tuy võ dũng vô song, thế nhưng dù sao cũng đã già, còn già hơn nhiều so với Phù Kỳ Chi. Hắn từng cùng với Phong Thường Dương đuổi giết Vãng Sinh Thần Vương, là người cùng Phong Thường Dương cùng bày kế để Phục Hy ở vũ trụ cổ trở thành nhân tộc, để bảo vệ Vãng Sinh thần khí, chế tạo ra tư mệnh. Nhưng sau 8 vạn năm giày vò trong địa lao, thân thể của hắn tuy nhìn vẫn tráng kiện nhưng đã già, toàn thân đã bị thương, toàn thân bệnh tật, không còn bằng trước kia được nữa. Hắn bị nhân tộc hiểu lầm 8 vạn năm, chửi hắn là phản đồ, là hung thủ giết hại huynh trưởng, mưu đồ vị trí tộc trưởng, bị trấn áp 8 vạn năm. Không biết bao nhiêu tộc nhân đã ném đá xuống hố sâu, nhổ nước bọt mà chửi bới hắn. Trung Nhạc lặng lẽ nhìn hắn khẽ nói: Người chịu thiệt thòi lớn rồi. Thân hình cao lớn của Phong Thường Thái run lên, lắc lắc đầu: Không thiệt thòi, thiệt thòi là đại huynh, huynh ấy. Trung Nhạc thở dài: Ta biết có lúc sống sót còn khó khăn hơn lao vào chỗ chết kìa, người phải chịu ấm ức rồi. Thân thể to lớn như rèn từ sắt thép của Phong Thường Thái run lên, đột nhiên khóc giống lên như một đứa trẻ. Sao có thể không ấm ức được? 8 vạn năm nay hắn luôn chìm đắm trong sự dằn vặt, tự trách về việc tự tay giết huynh trưởng, luôn sống trong những tiếng nhục mạ, lúc nào cũng phải giả vờ ngốc nghếch, luôn ép buộc bản thân phải sống đợi u hồn tương lai tới tìm mình. Sao có thể không ấm ức được? Hắn cũng chỉ một lần muốn đi theo Phong Thường Dương, nhưng Phong Thường Dương muốn hắn phải sống, muốn hắn nghiến răng mà sống, sống vì chủng tộc của mình. Sống còn có hơn chết một cách sảng khoái. Câu này Phong Thường Dương cũng đã từng nói với hắn. Phong Thường Dương cười nói với hắn: Ta là ca ca của đệ, vốn dĩ ta nên là người gánh vác trọng trách nặng nề nhất này, nhưng ta vẫn là lười nhác. Ta chết, đệ sống, là ta có lỗi với đệ, đệ phải chịu ấm ức rồi. Hắn nhận lời tự tay giết người huynh trưởng hắn kính ngưỡng nhất, gánh trọng trách phải sống. Trung Nhạc nhắc lại lời nói đó của Phong Thường Dương, khiến cho hắn tử từ sắt như hắn cũng không kìm được mà khóc long trời lở đất, khó lòng mà kìm nén cảm xúc. Thế ngoại chi địa giờ có thể không cần tồn tại nữa rồi. Trung Nhạc nhìn thế giới đầy sương phủ, vẻ mặt bình tĩnh nói: Ta sẽ khiến cho Phục Hy thần tộc đường đường chính chính sống trên thế giới này, đứng thẳng lưng sống trên thế giới này, sẽ không để cho bi kịch của ngươi và ca ca ngươi sẽ tái hiện, sẽ không để cho khổ nạn thần tộc ta trong quá khứ tái diễn. Phục Hy thần tộc chúng ta sẽ trở lại để vị vốn có trong lịch sử, phải lấy lại sự vinh quang của chúng ta. Phong Thường Thái, Phong Kỳ Khai, các ngươi còn tái chiến được không? Phong Thường Thái, Phong Kỳ Khai ngẩng đầu: Bọn ta nghe theo sự chỉ đạo của tộc trưởng. Vậy hãy theo ta chinh chiến, hòa bình không phải có được nhờ nhún nhường mà phải đấu tranh kìa. Quang vinh không phải do người khác cho mà phải liều mạng mà có. Trung Nhạc chỉ về Tử Vi tinh vực và bầu tinh không bao la, ở đó là vũ trụ cổ và lục đạo giới. Hắn cười: Tổ tiên chúng ta từng có những tinh vực đấy, các ngươi hãy cùng ta đi giành lại chúng nào. Hắn hạ lệnh cho Phục Hy ở thế ngoại chi địa rời đi, cùng đại quân trở về tổ đình.
Thế ngoại chi địa có hơn 10 vạn phục khi thần tộc, số lượng tuy ít nhưng đều là phục khi thuần huyết. Đây chắc chắn là trợ lực cực lớn cho Trung Nhạc. Lời nguyền và phong ấn huyết mạch của phục khi thần tộc vẫn còn, sẽ lưu truyền theo từng đời. Thế nhưng giải phong ấn linh hồn không phải trở về 10 vạn năm trước nữa, không còn nguy hiểm lớn nhất đó. Phục khi thần tộc vẫn sẽ lớn mạnh dần, rồi sẽ có ngày hùng cứ ở vũ trụ này. Trên đường, Phong Thường Thái, Phong Kỳ Khai thấy những đoàn thuyền gia nhập đại quân Trung Nhạc, đó là đại quân Tổ Đình càn quét Tử Vi tinh vực, được thống soái bởi Chư Đế và ba vị quân sư, chinh chiến Tử Vi, quét sạch mọi thế lực của Mục Tiên Thiên ở Tổ Đình. Hàng vạn tù nhân bị nhốt trên những con thuyền lớn, đó là gia tộc và hậu đại của Mục Tiên Thiên và văn võ bá quan, gồm cả hậu cung và hàng vạn thái tử. Không chỉ vậy, còn có cả đại quân của các đại hoàng tộc, đế tộc, vương tộc, tất cả đều bị Trung Nhạc ép phải rời tới vũ trụ cổ. Tộc trưởng khó khăn lắm mới giành được Tử Vi tinh vực, lẽ nào không cho người phòng thủ nơi này hay sao? Phong Kỳ Khai khó hiểu hỏi. Không cần. Trung Nhạc mỉm cười nói. Tử Vi tinh vực ở ngay đây, nếu ta muốn vùng lãnh địa này thì có thể lấy bất cứ lúc nào. Hơn nữa... Hắn cũng không nói tiếp mà Vân Quyền Thư ở bên cạnh tiếp lời. Chúa công cho hoàng tộc, đế tộc và vương tộc cùng rời đi. Tinh vực chống tới hơn một nửa, có cần Tử Vi không, không còn quan trọng nữa rồi. Có những hoàng tộc, đế tộc và vương tộc này thì có đại quân thần ma không bao giờ cán. Phong Thường Thái và Phong Kỳ Khai vô cùng chấn động. Tử Vi tinh vực nói bỏ là bỏ, vị tộc trưởng phục khí này đúng là khí phách không gì sánh nổi. Phải biết rằng Phong Thường Dương năm xưa được xưng tụng là Trung Hưng chi chủ, xóa lĩnh phục khí tàn bộ Nam Chinh Bắc Chiến, nhưng mãi không có nơi định cư, không mở rộng được phạm vi thế lực của mình. Đừng nói tổ tinh, thậm chí ngay cả thế ngoại chi địa cũng là do Phong Thường Dương phải khổ sở xin xỏ mới có được. Khi đấy số lượng phục khí còn rất nhiều, ít nhất cũng gấp mấy lần hiện giờ. Nhưng giờ chỉ dựa vào một mình Trung Nhạc, tất cả đều dựa vào hắn lăn lộn, nhưng thế lực lại lớn đến mức này, thật khiến người ta sợ hãi mà kính phục. Rốt cuộc hắn có thế lực lớn đến mức nào đây? Rốt cuộc có bao nhiêu thần ma trung thành với hắn đây? Phong Thường Thái và Phong Kỳ Khai len lén hỏi dò Vân Quyền Thư. Đến khi nghe Vân Quyền Thư kể về thế lực của Trung Nhạc thì không khỏi kinh hãi. Trung Nhạc có 1/3 thiên hạ ở vũ trụ cổ, bên cạnh có các thần vương ủng hộ như Lôi Trạch, Thần Hậu, Càn Đô, Tương Vương, Táng Linh, Thiên Huyền, Thiên Cơ, Kim Mô, Trắc Long, rồi còn có hơn 20 vị đại đế hùng binh vô số. Thế lực lớn như thế này đã hơn tuyệt đại bộ phận thiên hoàng đế trong lịch sử rồi. Bất chi bất giác Trung Nhạc đã phát triển đến trình độ này, nhưng đây vẫn chưa phải điều khiến cho họ chấn kinh nhất. Điều khiến cho họ kinh ngạc nhất chính là Trung Nhạc mở ra khu thứ 7 của luân hồi. Đây rõ ràng là công tích công đức có thể sánh ngang với Đại Tư Mệnh, Đại Toại, Phục Mân Đạo Tôn và Hậu Thổ Nương Nương. Tộc trưởng đời này đúng là phi phàm. Đại huynh bảo ta đợi hắn đúng là sáng suốt, nhìn xa trông rộng. Phong Thường Thái nhớ tới Phong Thường Dương, vội vàng ngẩng đầu lên để cho nước mắt khô trong hốc mắt. Hắn thật sự không quan tâm mà rơi lệ. Cái tên họ Trung kia, người trước kia lấy họ Dịch lừa gạt ta, giờ lại bắt ta chuyển cả gia tộc đi, thế là đạo lý gì đấy? Một vị cự linh thị bực bội quát tháo từ đoàn thiên khắc nhảy tới. Trung Nhạc cười. Thiên Huyền Tử sư huynh, nào nào mời ngồi, mời ngồi. Ta không ngồi. Thiên Huyền Tử ngồi phịch xuống đất cười khẩy. Giờ ngươi đã là phục khí đại đế rồi, còn muốn giết lão trượng nhân của ta làm thiên đế, ta đợi ngươi giết ta và vợ con ta đấy. Trung Nhạc chớp chớp mắt ngạc nhiên nói. Mục Tiên Thiên gả Khanh Toàn tiểu công chúa cho ngươi rồi sao? Toàn Cơ tiểu công chúa chịu gả cho ngươi hay sao? Một giọng nói u oán truyền tới. Thân trong gia đình đế hoàng, hôn nhân lẽ nào lại tự làm chủ được? Dịch tiên sinh, phụ hoàng ta sau khi đăng cơ sợ giang sơn bất ổn, nên muốn thân càng thêm thân với cự linh thị, gả ta cho Thiên Huyền Tử. Trung Nhạc nhìn theo hướng phát ra tiếng nói, thấy Mục Khanh Tuyền trang điểm kiểu thiếu phụ nhẹ nhàng tiến lại, ánh mắt có phần u oán. Bên cạnh nàng còn có một đứa trẻ, có lẽ là con trai Thiên Huyền Tử, tuy còn ít tuổi nhưng rất cao lớn, khôi ngô khỏe mạnh. Năm xưa dưới trướng Mục Tiên Thiên, Trung Nhạc từng dẫn theo vị tiểu công chúa này đi khắp nơi lịch luyện. Vị tiểu công chúa này luôn gọi hắn là tiên sinh, hành lễ đệ tử, cũng như Mục Tô Ca có thể coi là một nửa đệ tử của Trung Nhạc. Cái gọi là thân càng thêm thân, thực ra Cự Linh Thị vốn đã liên hôn một lần với Mục Tiên Thiên, là nhị thái tử lấy tạo vật chủ của Cự Linh Thị. Nhưng lấy nữ tử Cự Linh Thị không thể khiến căn cơ hai tộc thêm vững chắc. Mục Tiên Thiên lại ban hôn cho Mục Khanh Tuyền thành toàn với Thiên Huyền Tử. Thiên Huyền Tử là tộc trưởng kế nhiệm có đế tư, liền liên hôn này
có thể khiến cho căn cơ hai nhà thêm vững chắc. Trung Nhạc mời nàng ngồi rồi cười nói: Ta cũng không biết hai người thành thân, còn chưa chúc mừng hai vị, còn vị đây là lệnh lang hay sao? Huyền tử vọng thư. Thiên huyền tử oang oang nói: Vợ con ta ở đây cả, tỷ phu, người muốn bắt muốn giết thì cứ tự nhiên đi, không phải hỏi ý của ta đâu. Ta là con rể của Mục Tiên Thiên, tỷ phu cứ chém ta là xong. Con ngoan, đưa cổ ra cho Trung thúc thúc chặt nào. Nói rồi hắn vươn cổ ra túm vọng thư lại rồi kéo cổ nó ra. Trung Nhạc giờ khóc giờ cười, biết hắn là người bên ngoài có vẻ thô lỗ, thế nhưng thực chất rất tinh tế giảo hoạt. Còn Mục Khanh Tuyền nhìn có vẻ tinh tế kia lại dễ đối phó hơn. Hắn gọi Trung Nhạc là tỷ phu vì năm xưa gọi Âm Phiền Huyên là sư tỷ. Lúc này nhắc lại chuyện xưa chính là để đánh thức sự đồng tình của Trung Nhạc, để Trung Nhạc không giết hắn thật. Trung Nhạc nói với Mục Khanh Tuyền: Ta muốn giết Lệnh Tôn, công chúa định xử lý thế nào? Nếu chống lại ta, ta sẽ tiễn già trẻ nhà ngươi đi lên đường tới hư không giới nghỉ ngơi. Kiếp sau hai người lại làm phu thê mẫu tử. Nếu hai vị trợ giúp ta thì Cự Linh Thị sẽ không diệt vong mà còn phát triển rạng ngời. Mục Khanh Tuyền ánh mắt ảm đạm nói nhỏ: Lẽ nào không thể giữ mạng cho cha ta hay sao? Trung Nhạc lắc đầu lạnh lùng nói: Kẻ địch sinh tử không được nương tay, nếu không ai chết trong tay ai còn chưa biết được. Tiểu công chúa, ta đã mải đao 2000 năm, Phục Khi thần tộc ta đã gặp khổ nạn 10 vạn năm. Mục Tiên Thiên đại tội, chắc chắn sẽ phải nuốt hận dưới đao của ta. Người đã gả cho Cự Linh tộc thì không còn là Tiên Thiên thị nữa rồi. Nên nghĩ cho Cự Linh thị, chứ không phải vì một lòng vì cha ngươi kìa. Mục Khanh Tuyền trầm mặc nhìn cha con Thiên Huyền Tử vẫn đang giơ cổ ra, cắn môi gật đầu. Trung Nhạc cười nói: Thiên Huyền Tử sư huynh, mau đứng lên đi. Cự Linh thị dù sao cũng là hoàn tộc, đường đường là hoàng tộc mà mất hết thể diện về huynh rồi kìa. Thiên Huyền Tử cười ha hả đứng dậy nói: Nói thực, ngươi làm thiên đế tốt hơn so với nhạc phụ của ta kìa. Nhạc phụ ta là Tiên Thiên thần thánh, ngồi trên đế vị không chết được. Lão tử chết rồi hắn cũng không có chết, chẳng có cơ hội nào mà làm thiên đế cả. Còn ngươi làm thiên đế thì thọ nguyên hết đi sẽ lăn đùng ra mà chết ngay, ta còn có cơ hội mà làm thiên đế chứ. Trung Nhạc cười lớn: Ngươi phải sống lâu hơn ta một chút thì mới có cơ hội ngồi vào đế vị. Chắc chắn lão tử sẽ sống lâu hơn ngươi nhiều. Thiên Huyền Tử đắc ý nói: Lão tử chỉ có một thê tử, còn ngươi có tới 100,000 người, sớm muộn cũng chết trước ta thôi. Ngươi chết rồi, các cường giả khác căn bản chẳng là gì trong mắt ta cả. Trung Nhạc tươi cười thầm nghĩ bụng: Tên này mồm miệng vẫn độc như vậy, thế nhưng sau này chắc chắn hắn phải thất vọng rồi, sẽ đi trước cả ta thôi. Thiên Huyền Tử sao ngờ được Trung Nhạc đã nghịch chuyển Tiên Thiên đây, đợi xem ai sống lâu hơn với một vị Tiên Thiên thần ma, không phải là muốn thua một cách sảng khoái hay sao? Khi Trung Nhạc nghịch chuyển Tiên Thiên trở đất yên ổn, không nhiều người biết chuyện này, chỉ có chủ nhân của mộ cổ và Phong Hữu Trung mới biết được. Phong Hữu Trung sẽ không nói linh tinh mà chủ nhân mộ cổ cũng không thể nói ra được, nói ra là nâng cao uy phong cho Trung Nhạc, hay là nếu như hắn nói ra sẽ bại lộ thân phận, bị Trung Nhạc nắm được dấu vết mà vạch trần hắn. Khi đó người đối đầu với hắn không phải Trung Nhạc nữa mà là Đại Tư Mệnh. Cự Linh Thế muốn bình an thì phải xuất binh mã trợ chiến kìa. Trung Nhạc mỉm cười nói: Thiên Huyền Tử sư huynh chiến lực kinh người, nên đích thân dẫn quân giúp ta chinh chiến với Mục Tiên Thiên. Thiên Huyền Tử sắc mặt tím tái mà phẫn nộ: Đó là nhạc phụ của ta, lẽ nào ta lại đánh ư? Đó là bất thiếu, lẽ nào ta lại là cái loại bất trung bất thiếu như vậy? Trung Nhạc khuyên nhủ: Người giúp ta đánh thuộc hạ của hắn là được rồi, chứ có bảo ngươi trực tiếp đối phó với Mục Tiên Thiên đâu. Thiên Huyền Tử cười: Vậy thì còn được, phu nhân nàng xem. Mục Khanh Tuyền lắc đầu: Ta cũng là vì cả nhà già trẻ Cự Linh Thị và chúng ta, chàng làm chủ là được rồi. Trung Nhạc nhìn Đề Đình Thị, Hách Tư Thị, Lục Lật Thị, gương mặt tươi cười tiến lại về phía những hoàng tộc, đế tộc, vương tộc đấy. Không lâu sau, hắn và tộc trưởng tộc lão các tộc đạt được giao ước, các tộc tuyển chọn tinh nhuệ xuất binh thảo phạt Mục Tiên Thiên. Thần ma đại quân trở về tổ đình, Trung Nhạc để cho Vân Quyển Thư sắp xếp lãnh địa, chia tinh vực cho các lộ đế tộc, hoàng tộc và vương tộc, rồi lệnh cho đại quân thần ma đặt Tử Vi Thiên Đình phía trên tổ đình, làm thiên đình của Trung Nhạc, xây dựng thần triều. Các vị đại đế, đế quân tạo vật được phong thưởng, lấy Âm Khang Thủy Sư và Âm Phiền Huyên, Âm Phủ Khang làm cơ sở, xây dựng lại Thiên Hà Thủy Sư. Lấy Kim Ô đại quân của Kim Hà Hề, Kim Ô thần đế làm cơ sở, xây dựng lại Vũ Lâm quân.
rồi lấy Thiên Yêu Quân của Yêu Tinh Nhi, Thiên Yêu Đại Đế làm cơ sở xây dựng lại Thiên Yêu Quân. Còn có Hoa Tư Thị, Lô Trạch Thị tự xây dựng chín nhánh đại quân. Hoa Thiến Bân, Nữ Hy, Quân Tư Tà, Khâu Cấm Nhi bọn họ làm nữ quân lĩnh. Bì Xì Đế, Bệ Ngạn Đế, chín vị cường giả làm nam quân lĩnh. Còn có các hoàng tộc Cự Linh, Đề Đình, Trung Ương cũng xây dựng đại quân. Còn cả nhân tộc Hiên Viên xây dựng đại quân thần nhân. Phục Hy thần tộc đứng đầu là Phong Kỳ Khai, Xích Tùng, Minh Nhung làm phó, xây dựng đại quân Phục Hy. Ngoài ra còn có các chư đế tương lai cũng được cài cắm vào các lộ đại quân làm binh mã đại tướng, không phụ trách dẫn binh, chỉ chịu trách nhiệm chém giết. Sau hơn một năm, Thiên Đình xây dựng hoàn thành, quy mô to lớn. Trung Nhạc tiết yến mời quần thần, có vài vạn văn võ chư tướng, chấn động thiên hạ. Trung Nhạc xưng đế, lệnh cho thần sứ thông báo cho Mục Tiên Thiên tới đón tù binh, đón vợ con già trẻ của nàng ta về, triệu cáo thiên hạ. Mục Tặc bất nhân, chấm không thể bất nghĩa. Chấm là quân tử nhân ái, Mục Tặc tuy phản chấm, gây tội ác đa đoan, nhưng chấm không trách tội vợ con hắn, nay thả về cho ngươi. Mục Tiên Thiên đại nộ, thế nhưng cũng đành phải nhẫn nhịn, phái người đi đón. Nếu nàng ta không đón hậu cung về, thì sẽ bị cả thiên hạ chê cười. Giờ đã đủ sự chê cười rồi. Thiên Đình hai lần thất thủ, hai lần bị dọn sạch. Văn Võ Toàn Triều hai lần bị bắt làm tù binh. Tiên Thiên Cung cũng hai lần thất thủ, tộc dợ của nàng ta toàn bộ bị bắt, vây công tổ đình thất bại trở về. Tử Vi Đế Tinh lại bị hủy diệt, đã khiến cho uy danh của Mục Thiên Đế của nàng tiêu tan. Nếu đến ngay cả con cái và hậu cung cũng không cứu được thì càng mất lòng dân. Trung đạo hữu nhân đức, nếu vậy tại sao không trả cả văn võ bá quan cho chấm đi? Mục Tiên Thiên cho người đưa thư tới, Trung Nhạc đáp lại: họ đã quy hàng, bỏ tối theo sáng, giờ chấm thống binh ở đây, sắp dẫn binh chinh phạt ngươi, Mục Tặc hãy rửa cổ mà chờ. Mục Tiên Thiên tức tới, tím mặt lại: cả triều đều là tặc nhân phản bội, dám phản bội lại chấm sao? Những vương công đại thần đó có nhiều đế quân tạo vật, Trung Nhạc không hoàn toàn trọng dụng mà giao ra cho Thiên Ti Nương Nương tính toán nhân quả của họ. Kẻ nên giết thì giết, nên nhốt thì nhốt. Nếu không có gì sai trái quá lớn, lại không có nhiều liên hệ với Mục Tiên Thiên thì mới trọng dụng. Nhân quả thiên thư của Thiên Ti Nương Nương có thể tính ra được lai lịch của những cường giả này, giúp thế lực của Trung Nhạc bớt được một số sự lo âu. Hôm nay Trung Nhạc hạ lệnh khởi binh 72 bộ, 64 thành, 8 quan, toàn bộ đều khởi binh. Khai động 64 tòa thần thành và bắt đại thần quan tiến về Tiên Thiên Cung, nơi có Mục Tiên Thiên và Tiên Thiên Thần Đế, Ma Đế. Trận chiến này nên dùng kế sách chiếm lĩnh từng bước một. Vân Quyển Thư viết Bình Đế Chiến Thư đưa lên cho Trung Nhạc nói: trận chiến này dốc hết sức tạo dựng căn cơ cho chúa công thống trị thiên hạ. Đại quân ta không quý ở thần tốc mà quý ở vững vàng. Cái gọi là chiếm lĩnh từng bước một, mỗi một chủng tộc hàng phục sẽ xây dựng thần thành, không dùng thần ma của họ mà lựa chọn thần ma từ tộc khác đến trấn thủ. Trăm năm sau, một ngọn lửa nhỏ có thể tiêu dụi thảo nguyên, thắp sáng cả vũ trụ cổ. Vạn tòa thần thành, ma thành tạo thành mạng lưới, đó chính là căn cơ cho chúa công thống trị thiên hạ. Khi đấy chúa công cũng chinh phạt được Mục Tiên Thiên và thần ma nhị đế, không còn một ai có thể chống lại được chúa công nữa rồi. Trung Nhạc kính ngợi một chút rồi khen ngợi: tuyệt, quân sư định ra cái sách bình định thiên hạ trong trăm năm đúng là rất ổn thỏa. Trận chiến này Vân quân sư định mưu, Mặc quân sư định chiến, Thiên Ti quân sư ổn định hậu phương. Mục Tiên Thiên từ lâu đã lệnh cho Tiên Thiên Thần Đế, Tiên Thiên Ma Đế triệu tập thần ma các tộc trong vũ trụ cổ, thống lĩnh thần ma tạo thành tầng tầng phòng tuyến. Nhưng đại quân Trung Nhạc không lề một lúc đánh tới, mà liên tục thảo phạt các tộc, lần lượt hàng phục các tộc thần ma, xây dựng các tòa thần thành, thông qua truyền thống tinh môn nối liền nhau lại, chiếm cứ từng bước. 50 năm sau, thần tộc, ma tộc vũ trụ cổ quy hàng gần một nửa. Hàng mấy nghìn thần thành trải khắp nửa vũ trụ hồng hoang, trấn áp các tòa cổ ngân hà tinh hệ. Đại quân Trung Nhạc thì từng bước chiếm lĩnh, tiếp về Thần Đế Cung. Đây chính là từng bước xâm chiếm vũ trụ cổ, giống như tẩm ăn lá vậy, ăn từ bên ngoài hết vòng này tới vòng khác, ăn tới bên trong, khiến cho cương vực của bệ hạ càng ngày càng nhỏ. Vô Kỵ Thần Vương hiến kế: giữa các thành lại có truyền thống tinh môn thông đạt giữa các tòa thành, tấn công một tòa thành là đại quân vạn thành đều tới, không thể chống đỡ nổi. Bệ hạ, kế sách hiện giờ chỉ còn cách mời thiên xuất kích quyết chiến với nghịch tặc, trừ bỏ hắn ta, thế chiếm lĩnh từng bước sẽ được phá giải. Mục Tiên Thiên đồng ý. Tế Tự Thiên: hôm nay thương khung lưu động, trời xanh giáng lâm, đem tới các vị thiên đạo thân và đông đảo Tiên Thiên Thần Vương. Mục Tiên Thiên dẫn chư thần và thần ma nhị đế ra bái kiến. Thiên ngồi trên đế vị nói:
vô ký biến thành thiên ý đại não, chỉ đạo chiếm cứ thiên đạo thân trường quản các quân, tế thiên đạo chi báo, quyết chiến tiêu diệt đầu não của địch. Lúc bấy giờ Vân Quyền Thư nhìn thần đế cung ở phía xa xa, chỉ thấy thiên đạo chói sáng, tim khẽ động, liền dặn dò xung quanh. Mau, mục tặc sắp quyết chiến rồi, thông báo cho chủ công. Mặc sư đệ, điều động toàn bộ thủ quân của vạn thành đến đây. Không cần, ta tới rồi đây. Tiếng trung nhạc vọng tới, Vân Quyền Thư vội nhìn thì thấy con thuyền cổ nghìn cánh đang bay tới. Trên thuyền là các vị cổ thần, còn có những cỗ quan tài đen khổng lồ nữa. Phục khí thị tới rồi. Lúc bây giờ tiên thiên thần đế nhìn địch cung ở phía xa, tìm kế động, đột nhiên nói. Khí vận thật kinh người. Đông đảo thần vương thần đế nhìn sang, tâm thần chấn động, thấy địch cung thần quang ngập trời, đó là khí vận của thiên đế, cường thịnh vô cùng. Khí vận thiên đế của Trung Nhạc khiến những người như họ cũng thấy run rẩy, đều có cảm giác không ổn. So sánh thì khí vận của Mục Tiên Thiên thua kém Trung Nhạc rất nhiều. Thiên tử, đây là có tà ma dùng trí tuệ, chi đáo làm suy giảm khí vận của ngươi. Thiên lên tiếng từ tốn nói. Khí vận và chiến cục không có liên quan gì quá lớn, không ảnh hưởng đến kết quả. Khí vận của ngươi đúng là không địch lại hắn, nhưng ngươi có thiên số, thiên mệnh, ngươi có ta. Mục Tiên Thiên ánh mắt lay động, nàng cười. Trí tuệ không bằng thần thông, thần thông không bằng thiên số. Chậm rất muốn biết câu này rốt cuộc là đúng hay sai. Thiên ngục, tế bảo vật, mời chư đế chư vương. Tiếng của thiên chuyển tới, thiên ngục chi chủ tế thiên ngục lên. Thiên ngục chấn động, từng quả lục đạo giới châu bay ra, lơ lửng trước mặt mọi người. Mấy người Mục Tiên Thiên khóe mắt co giật, cảm ứng được từng luồng khí tức đáng sợ truyền ra từ lục đạo giới châu. Trong thiên ngục rốt cuộc chấn áp ai, tới giờ vẫn là chưa rõ. Cho dù là thiên đế thời đại thần kỷ cũng không biết nhiều. Chỉ có khi Tư Mệnh đánh cắp thiên ngục thì Mục Tiên Thiên mới biết được một vài điều bí mật. Đó chính là trong thiên ngục chấn áp một số kẻ mạnh như Phục Thương. Hoàng Thái Tử Phục Thương là người mạnh tới mức nào đây? Tu vi thực lực theo sát Mẫu Hoàng Đại Đế, hắn cũng bị chấn áp trong thiên ngục, là một trong số những viên lục đạo giới châu kia. Những người bị chấn áp trong thiên ngục có lẽ lại còn đáng sợ hơn. Thượng cổ chư đế đã trải qua trận chiến thần thành lần thứ 3, tử thương quá nữa. Cộng với trận chiến tổ đình và số người chết già, số người ẩn cư có lẽ chỉ còn lại 100 vị. Mà những vị đế này có lẽ đều là ở trong số những lục đạo giới châu này rồi. Mục Tiên Thiên đếm thì thấy ở đây có tất cả 107 viên lục đạo giới châu. Ngoài thượng cổ chư đế bị thiên chấn áp thì còn có tiên thiên thần thánh. Thời đại địa kỷ năm xưa kết thúc, thiên hạ hỗn loạn một thời gian, chắc chắn thiên đã nhân cơ hội đó chấn áp những thần vương không thần phục mình. Những viên lục đạo giới châu chấn động từ từ giải ấn, lộ ra những vị cường giả cổ xưa cường đại mà bị nhốt bên trong. Mình gì đế? Phía sau Mục Tiên Thiên, Thao Quang Tiên Sinh khóe mắt co giật, nhìn chằm chằm vào một vị, nói nhỏ. Bệ hạ, mình gì đế và ta tể danh vô cùng hung ác. Mục Tiên Thiên tim khẽ chấn động, tể danh với Thao Quang Tiên Sinh, vậy không phải là một vị cấp thái cổ thần vương hay sao? Địa sư thần vương. Khóe mắt của Thao Quang Tiên Sinh lại co giật, tiếng khàn lại. Một vị thái cổ thần vương khác mất tích rất nhiều năm, thật không ngờ lại bị thiên chấn áp trong thiên ngục. Mục Tiên Thiên tâm thần bình tĩnh trở lại, hơn 100 vị thượng cổ đại đế mạnh như Phục Thương Hoàng Thái Tử, hai vị cấp thái cổ thần vương, chiến lực cấp cao của nàng ta lần này đã hơn xa Trung Nhạc. Trí tuệ không bằng thần thông không bằng thiên số. Trung đạo hữu à, người thua rồi. Nàng ta thầm nghĩ, thiên số nằm ở bên ta, người có bản lĩnh gì mà đòi chống lại ta đây? Chư vị, nếu muốn thoát khỏi thiên ngục thì hãy toàn lực chiến đấu. Tiếng của thiên chuyển tới. Sau khi trận chiến này kết thúc, chư quân sẽ được tự do. Lục đạo tinh hà của những viên lục đạo giới châu đó đột nhiên thu nhỏ lại, quất quanh người những vị thượng cổ thiên đế và tiên thiên thần thánh kia, không còn cản trở sự vận động của họ nữa. Mình chỉ để hoạt động cơ thể một chút, ngẩng lên nhìn thiên, lạnh nhạt nói. Thần mà sinh linh hậu thiên tế tự lại phản bội họ. Loại tế tự này đúng là không đáng tin, còn giả dối hơn cả tiên thiên thần ma kìa. Trên mặt của thiên hiện lên một con mắt, lạnh lùng nói. Không phải chúng sinh tế tự sinh ra ta, mà là sự tham lam của chúng sinh sinh ra ta. Nếu chúng sinh không có tham niệm thì cũng sẽ không tế trời. Lê dân tế trời chính là cầu mưa thuận gió hòa, đó là tham, tham cho bản thân. Quốc quân tế trời cầu quốc thái dân an, đó cũng là tham, chính là muốn mình thống trị được dài lâu. Kẻ bệnh tật tế trời để trị bệnh là tham,
Kẻ nghèo khó tế trời là cầu tài, đó cũng là tham. Kẻ giàu có tế trời là muốn nhiều tài sản hơn, cũng là tham. Mọi ý niệm cầu trời của chúng sinh đều là sự tham lam, là tà niệm. Sao lại đòi ta không tham, không tà niệm đấy? Minh Di Đế phỉ cười, quay người lại nhìn Đại Doanh đối diện, khẽ động dung nói: Thật đạo luân hồi sao? Trận pháp thật hay. Thế gian này lại xuất hiện một trận pháp hoành tráng như vậy, đúng là kỳ tài đời nào cũng có, không hề tu kém thời đại đạo tôn. Trận pháp này xứng đáng cho ta ra tay đấy. Thao Quang tiên sinh không kìm được nói: Minh Di, không được khinh địch, thất đạo luân hồi đã xác lập rồi. Minh Di Đế sắc mặt biến đổi kêu lên: Thất đạo luân hồi xác lập rồi sao? Là ai xác lập? Lẽ nào là đạo tôn mới đã sinh ra rồi sao? Các thượng cổ đại đế khác cũng không kìm được biến sắc, vô cùng chấn kinh. Thao Quang tiên sinh trầm mặc một chút mới nói: Là Phong Thị. Phong Thị sao? Minh Di Đế hơi khựng người, thở ra một hơi khí đục, thở dài: Phong Thị, lại là Phong Thị. Phong Thị tại sao lại nhiều kỳ tài như vậy? Đại Toại họ Phong, Bào Hy họ Phong, Phục Quân đạo tôn cũng họ Phong. Giờ đạo tôn mới cũng tới từ Phong Thị. Phong Thị thúc đẩy đạo pháp thần thông tiến bộ, công cái chư thiên, công cái xã tắc, hơn nhiều vô số thần vương. Các thần vương có mặt ở đây đều không vui, đều rất bực bội. Minh Di Đế không bận tâm, liền cười nói: Phong Thị đang ở phía đối diện hay sao? Thiên thản nhiên nói: Chính ở đối diện, ta cần các ngươi bắt Phong Thị tới cho ta. Minh Di Đế khựng người, Thiên tiếp tục nói: Giờ Phong Thị vẫn chưa phải là cấp đạo tôn, cách đạo tôn còn rất xa, ta cần các ngươi bắt hắn. Minh Di Đế cười khẩy: Hắn có thất đạo luân hồi, thần thông quảng đại, cho dù không bằng đạo tôn thì cũng lợi hại vô cùng, bắt hắn đâu có dễ. Các ngươi có thể dùng đạo giải thần thông. Thiên cười nói: Giờ khu thứ bảy của luân hồi đã được mở, đạo giải thần thông các ngươi có thể yên tâm mà sử dụng. Minh Di Đế mấy người sắc mặt lại đại biến, kêu lên: Khu luân hồi thứ bảy đã được mở ra rồi sao? Lục đạo giới nhất thống rồi ư? Là ai mở? Mọi người trầm mặc. Tiên Thiên Thần Đế và Ma Đế cũng không nói. Thao Quang tiên sinh cũng không lên tiếng. Một lúc sau Mục Tiên Thiên mới nói: Phục Hy Thị hiện nay. Minh Di Đế chấn động, lẩm bẩm: Lại là Phục Hy Thị. Tại sao lại có chủng tộc nghịch thiên như vậy tồn tại? Vậy thì Phục Hy Thị đấy và Phong Thị không phải một người hay sao? Hắn ta cũng có đại doanh ở đối diện hay sao? Phục Hy Thị không cần các người đối phó. Thiên thản nhiên nói: Thiên tử tự sẽ đối phó với hắn. Các ngươi chỉ cần yên tâm đi bắt Phong Thị. Vô Kỵ khởi động thiên ý. Phong Vô Kỵ cúi người, đột nhiên liền ngồi xuống. Từ trong ba cái đầu ngao bay ra vô số điểm sáng, linh quang tụ lại phía trên trán của hắn, tập hợp lại hiện ra ba cái đầu khổng lồ. Sức mạnh suy đoán khủng bố của thiên ý đã phát huy. Bích Lạc, Huyền Cơ, Thiên Ngục, Đế Tu La, Đổ Úc, thống lĩnh đại quân xuất kích đi. Bích Lạc tiên sinh, Huyền Cơ, Thiên Ngục chi chủ, các thiên đạo thân cúi người đáp lời, dẫn theo vô số thần tộc ma tộc, thuyền chiến, phi thành, phi xa, cả đội quân hùng hậu tiến về phía chiến trường. Ở tiền tuyến, thần thành của Kim Tinh Tỳ Hưu tộc, 64 tòa thần thành, 8 tòa thần quan, ngày nào tinh môn cũng lóe sáng, đại quân thần ma hàng vạn người, hàng nghìn người, kéo dài 3 tháng liền, số lượng đạt tới tỷ tinh binh tiến ra trận tiền. Các tòa thất đạo luân hồi sát trận cuồn cuộn, giống như hàng trăm đạo thất đạo luân hồi tinh hà, từ từ được chuyển động, vây kín xung quanh Kim Tinh Tỳ Hưu thần tộc. Tại các trận lại có các vị đại đế, đế quân trấn thủ, điều động đại quân, đại trận coi như thất đạo luân hồi của mình, mang chiến lực và sát ý vô biên. Nhìn từ xa, có Kim Ô vỗ cánh, có Dương Ma sừng sững, lại có Thần Long uốn lượn, có Đại Sàng ngang trời, có Thiên Yêu ngồi thiền. Các loại dị tượng đều là thất đạo tinh hà sau đầu hiện ra lên trên vũ trụ. Mức độ hoành tráng kỳ vĩ như thế này, bất cứ một trận đại chiến thần ma nào trong lịch sử cũng không bằng được. Trung Nhạc tọa trấn trong thánh địa của Kim Tinh Tỳ Hưu Thị, nhìn về phía đại trận bên mình, khẽ gật đầu. Tam đại quân sư hắn chọn đúng là giúp hắn bớt phải lo nghĩ nhiều. Nếu giống như Mục Tiên Thiên, việc gì cũng phải đến tay, phải tự làm, thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới việc tu luyện. Vân Quyển Thư, Mặc Cẩn và Thiên Tiên Nương Nương sắp xếp đại quân và hậu phương rất có lề lối, không có chút gì hỗn loạn. Có thể nói là những cánh tay trợ lực lớn nhất của hắn. Nhưng trận chiến này, trí tuệ không bằng thần thông. Trí tuệ chỉ là bổ trợ, cho dù là Tiêu Dao Đế hay Trí Tuệ Đế hồi sinh thì cũng không ảnh hưởng gì tới trận chiến này được. Quân địch đã tới rồi. Mặc Cẩn truyền lệnh điều động đại quân tiến vào bầu trung không, nghênh chiến đại quân thần ma của Mục Tiên Thiên.
Trung Nhạc và thần hậu nương nương, Lôi Trạch của thần, Càn Đô thần vương, Tương vương, Phong Hiếu Trung ngồi trên cao quan sát chiến trường. Nhục thân của họ to lớn vô cùng, xung quanh là tầng tầng không gian, cúi nhìn chiến trường, mọi thứ đều vô cùng rõ ràng. Uỳnh 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 uỳnh. Chấn động dữ dội truyền tới, đội quân dẫn đầu đã chạm trán nhau. Thất đạo luân hồi sắp trận, cắt đôi tinh không. Hàng trăm vạn thần ma chẳng tới như đàn kiến, vô số thần binh thần ma bay lên trời, rạch tan không gian, tấn công kẻ địch. Mới chỉ có trận đầu, thế nhưng không biết đã bao nhiêu thần ma chết thảm. Thiên đạo thân sao? Trung Nhạc kinh ngạc, lập tức nhận ra sự bất ổn. Đại quân dẫn đầu là Kim Ô Đế và Vũ Lâm quân của Kim Hà Hề gặp địch đầu tiên. Tốc độ quân địch cũng cực nhanh, lấy nhanh đánh nhanh với Kim Ô Thần Đế. Kim Ô Thần Đế và Vũ Lâm quân của Kim Hà Hề dốc hết sức cũng không chặn được quân địch, ngược lại tử thương nghiêm trọng. Huyền Cơ đạo hữu. Trung Nhạc lập tức nhận ra người chủ trận của quân địch chính là đệ tử Huyền Cơ của Thiên. Hắn ta từng có hẹn sẽ giao đấu với hắn, bất phân thắng bại với Trung Nhạc, còn bị Phong Hữu Trung truy sát mấy năm, thoát chết trong gang tấc. Lúc này Huyền Cơ đã trở thành đế, mà Trung Nhạc lại không biết. Tu vi thực lực rất mạnh, sau khi thành đế, tu vi của Huyền Cơ thậm chí còn không thua kém Kim Ô Thần Đế. Kim Ô Thần Đế và Kim Hà Hề không phải đối thủ của hắn rồi. Trung Nhạc lập tức nói: Thiên Cơ Thần Vương, Thiên Huyền Thần Vương, đối phương là người như các vị, nhưng các ngươi là tiên thiên, hắn là hậu thiên, giao hắn cho các ngươi. Thiên Cơ Thiên Huyền Thần Vương cười hì hì, rồi đột nhiên hai cái yếm bay lên, tiến về chiến trường. Trung Nhạc định thần lại, chau mày. Chắc chắn Thiên có tuyệt chiêu khác, chỉ dựa vào thiên đạo thân căn bản là không thể thắng được. Việc này có chút không ổn. Càn Đô sư huynh, có đoán ra được điều gì hay không? Các thượng cổ chư đế tế mời thiên đạo đồ lên tính toán một chút rồi nói: Thiên muốn che giấu Thiên Cơ, nhưng hắn chưa tu thành tiên thiên thiên đạo, vẫn để lộ chút dấu vết. Ta tính ra được, hắn có một món bảo vật gọi là thiên tính. Hắn thả những kẻ đáng sợ trong thiên tỉnh ra, chuẩn bị hạ thủ với chúng ta trên chiến trường. Sao, thiên tỉnh ư? Cũng chính là thiên ngục sao? Trung Nhạc trầm ngâm, lấy lục đạo giới châu ra, hỏi Phục Thương Hoàng Thái Tử. Hoàng Thái Tử, bên trong thiên ngục, ngoài ngài ra thì còn trấn áp những người như thế nào? Phục Thương Hoàng Thái Tử suy nghĩ một chút rồi nói: Ngoài ta ra còn có 82 thượng cổ đại đế và 21 tiên thiên thần ma. Trung Nhạc khóe mắt co giật nói tiếp: Vậy thực lực của họ thế nào? Không thua kém ta mấy, ta chưa từng chiến đấu hết sức cả, thế nhưng cũng không biết thực lực rốt cuộc là ở mức độ nào. Phục Thương nói: Thanh danh của họ đều có được nhờ chiến đấu, thực lực vô cùng cường đại, đặc biệt là Minh Di Đế. Năm đó hắn tể danh với Mẫu Hoàng, Tiêu Dao Đế và Thao Quang, cùng được gọi là chư đế tứ kiệt. Trong 21 tiên thiên thần ma thì có một vị địa sư thần vương, tu vi thực lực không kém Minh Di. Trung Nhạc hít sâu một hơi, nhìn chiến trường ở phía trước. Thiên lại có thế lực lớn như vậy, đối phó với một tiên thiên với ta mà nói thì không khó, thế nhưng đối phó với Thiên thì đúng là rất khó khăn. Phục Thương chần chừ một chút, nghiến răng nói: Nếu gặp Minh Di, ta có thể ra mặt nói chuyện với hắn. Dù sao bọn ta cũng từng quen biết, năm xưa quan hệ hai bên cũng không tệ. Trung Nhạc khựng người: Sao, ngươi dám ra ngoài rồi sao? Phục Thương trầm mặc không nói. Trung Nhạc thở dài: Khi Tiêu Dao Đế, Chí Tuệ Đế nghênh chiến với các thần vương kia ở khu luân hồi thứ 7, Phục Thương cũng không ra mặt, lần này có lẽ cũng đừng mong. Những người cùng thời đại với ngươi có lẽ chỉ còn lại Minh Di Đế, bọn họ nữa thôi. Sau khi họ chết đi thì chắc chắn thượng cổ chư đế chỉ còn lại mình ngươi. Trung Nhạc khẽ nói: Khi ấy ngươi có thể ra ngoài, chắc sẽ không có ai chế nhạo ngươi nữa đâu. Ta... Phục Thương thân người khẽ run, lục đạo giới châu cũng chấn động không thôi. Viên giới châu này đã không còn chấn áp được hắn nữa. Thực tế là ngay từ khi gặp Trung Nhạc, thấy thiên đế quyền bính, lục đạo giới châu đã không còn chấn áp được Phục Thương nữa rồi. Hắn đủ sức mạnh để phá giải chấn áp và phong ấn của lục đạo giới châu. Thế nhưng không phải phong ấn của đại thần thông giả nhốt hắn trong quả giới châu nhỏ bé này, mà chính là suy nghĩ của hắn đã giam cầm hắn. Hắn vẫn không thể chiến thắng được nội tâm bản thân mình, áy náy, dằn vặt, thất bại, sợ hãi, khiến cho hắn không còn mặt mũi nào để mà ra ngoài. Trung Nhạc định cất giới châu đi thì đột nhiên nó nổ tung, một lão giả thân hình nhỏ thó run rẩy đi ra. Lưng hắn cúi còng hẳn xuống như tôm luộc, khiến người ta không nhìn thấy mặt. Đầu tóc hắn rối bù, che kín gương mặt, thân thể thì vừa gầy vừa quắt, biến thành hình người, không biết hắn là chủng tộc gì. Hắn vẫn đang run rẩy sợ hãi trốn sau lưng Trung Nhạc. Trên đài cao, Lôi Trạch thần hậu, Càn Đô thần vương, mấy người đều nhìn hắn. Đầu của lão đầu này cúi rất thấp, không dám nhìn bọn họ.
ngẩng đầu lên. Thần hậu nương nương đột nhiên gằn giọng: "Ngẩng đầu lên để ta xem ngươi là ai." Bịch một tiếng, tiểu lão đầu quỳ xuống, mặt cúi sát mặt đất, cả người run rẩy. Thần hậu nương nương đại nộ, đứng dậy quát lớn: "Ngẩng lên!" Lôi Trạch của thần không biết tại sao nàng ta lại động nộ, hắn cười: "Phục Hy, hắn là ai vậy?" Trung Nhạc không đáp, còn thần hậu nương nương thì nhìn chăm chăm lão đầu đang quỳ mọp dưới đất kia cười khẩy: "Người không còn mặt mũi gặp ta hay sao? Ngẩng lên cho ta." Lão đầu kia cuộn mình lại như nhím, vẫn chỉ run rẩy. Thần hậu nương nương bực bội ngồi xuống, mặt tím lại: "Người cũng xứng làm con của cha ngươi hay sao?" Lôi Trạch của thần lộ ra vẻ nghi hoặc, quan sát lão đầu liền hỏi dò: "Phục thương sao? Khởi Minh Đế thái tử?" Càn Đô thần vương cũng khẽ run lên, Tương Vương cũng biến sắc nhìn tiểu lão đầu. Tương Vương nghi hoặc hỏi: "Hắn là Phục Hy Phong Thị, con của Đạo Tôn, Khởi Minh Đế thái tử hay sao? Không giống hắn thì phải. Ta từng gặp Phong Khởi Minh, tuy vô năng nhưng phong hoa tuyệt đại, năm đó cũng là kẻ tuấn mỹ cơ mà." Thần hậu nương nương cười khẩy: "Ngoài là ngọc, trong là đá mà thôi. Năm đó là Khởi Minh, giờ là Phục Thương. Thế nào là Phục Thương đấy? Cái chết kiểu của Phục Hy thần tộc, tất cả là tại hắn mới thua nhanh như vậy, thua thảm như vậy. Giờ cũng không dám ra mặt nữa rồi. Phục Hy, tại sao ngươi lại thả tên xúc sinh này ra, vô duyên vô cớ chọc giận ta vậy?" Tiểu lão đầu kia nằm cứng đơ dưới mặt đất như chết vậy. Trung Nhạc đưa tay nhấc tiểu lão đầu lên. Hắn ta vẫn tư thế đó, cứng đờ như chết, thân thể thấp bé, mái tóc hoa dâm che phủ gương mặt. Lôi Trạch của thần đưa ra một ngón tay vén tóc của hắn lên, thấy bên dưới là một gương mặt nhăn nheo, hai mắt vô thần, không chút sức sống. Lôi Trạch của thần ảm đạm, đột nhiên cười nói: "Đây không phải Phục Thương, ta từng gặp hắn, đây không phải Phục Thương." Thần hậu nương nương vì chân thân thành đạo thần khá sớm, nàng ta chỉ là thân cấn thân, lại ẩn mình trong thần tàng của địa vực, không xuất thế, chưa từng tận mắt gặp Phục Thương Hoàng Thái Tử, chỉ nghe có một tên bại gia tử như vậy thì ngạc nhiên nói: "Không phải Phục Thương sao? Vậy ta trách nhầm tiểu đạo hữu này rồi. Vì tiểu đạo hữu này, người đã không phải là Phục Thương thì tại sao không dám ngẩng đầu?" Phục Thương run rẩy không nói. Càn Đô thần vương trước giờ ẩn cư ở nơi ẩn mật, rất ít khi ra ngoài, chỉ nghe qua danh của Phục Thương chứ chưa gặp. Tương Vương cũng ẩn cư trong thiên hà, ít khi ra ngoài, chỉ gặp Phục Thương vài lần, mà lão đầu tử này thì quá tàn tạ, hoàn toàn khác hẳn với Khởi Minh hoàng tử thái tử, phong hoa tuyệt đại năm xưa, khiến cho họ cũng cảm thấy nghi hoặc, cảm giác như nhận nhầm người vậy. Còn Phong Hữu Trung thì càng chưa gặp Khởi Minh hoàng thái tử. Trung Nhạc nói: "Không cần phải nghĩ nhiều về hắn ta, trận chiến này..." Tiểu lão đầu kia đột nhiên phát ra giọng khàn khàn: "Ta tên Tối." Mọi người khựng lại, thần hậu nương nương cười: "Phục Hy, bên cạnh ngươi toàn những kẻ kỳ lạ, người kết bạn được từ đâu vậy?" "Ta không phải bạn hắn, ta là Tối." Tiểu lão đầu càng cúi đầu thấp hơn, gần như là chạm đất. Trung Nhạc ho hắng nói: "Chiến sự quan trọng." Thiên Huyền thần vương và Thiên Cơ thần vương đánh tới Vũ Lâm quân, hai tiểu oa oa mập tròn tấn công Huyền Cơ, thủ đoạn tung ra hết. Huyền Cơ kinh ngạc, đại đạo của hai tiểu nữ oa oa này lại có phần giống của hắn, chỉ là con đường đi là tiên thiên, điểm này là khác họ. Thiên Huyền thần vương và Thiên Cơ thần vương thực lực cường đại, áp chế toàn diện Huyền Cơ đế. Huyền Cơ thi triển Thiên Toàn Xa, tránh né trong vô thường, nhưng vẫn không tránh né hết được công kích của hai người. Bỗng lắc mình hiện ra Phục Hy thân, thi triển hết các loại tuyệt học Phục Hy thị, dung hợp tuyệt học của 22 vị Phục Hy đế làm một. Thần hậu nương nương kinh ngạc tán thưởng: "Phục Hy, người này đúng là kỳ tài, không hề thua kém ngươi. Trong số các thiên đạo thân thì chiến lực của hắn là mạnh nhất kìa." "Hắn cũng không phải đơn thuần là thiên đạo thân, mà là đệ tử của thiên. Thiên bồi dưỡng hắn có lẽ có việc khác cần trọng dụng kìa." Trung Nhạc nhau mắt nhìn, Lôi Trạch của thần cũng ngạc nhiên: "Hắn học được tuyệt học của Lôi Trạch thập đế ta." Thần hậu nương nương sắc mặt ngưng trọng: "Còn có cả tuyệt học của Hoa Tư thập đế ta nữa kìa." "Ừ, còn có bản lĩnh của chư đế Đại Đình Thị." "Ồ, tuyệt học của Trung Ương Ngũ Đế hắn ta cũng biết kìa." Huyền Cơ đế lúc nam lúc nữ, lúc biến thành Phục Hy, lúc thì là Hoa Tư, lúc là Lôi Trạch, lúc là Đại Đình, biến hóa khôn lường. Thiên Cơ thần vương, Thiên Huyền thần vương hợp lực cũng không thể bắt được hắn. Bản lĩnh của Thiên Cơ Thiên Huyền đủ để sánh ngang với Táng Linh, không ngờ Huyền Cơ lại địch lại được họ. Bản lĩnh này đúng là có thể gọi là kỳ tài, đáng kinh ngạc. Trên chiến trường, các thiên đạo thân khác dẫn đại quân tới, các thiên đạo thân tế lên thiên đạo chi bảo quyết chiến trên chiến trường, khiến cho thống soái các quân như Huyền Kỳ Nhị Đế, Bệ Ngạn Đế, Bì Xì, Kim Ô Thần Đế,
Thái Phùng Đế cũng không chặn nổi, liên tục phải rút lui. Đặc biệt là Bích Lạc Tiên Sinh, Thiên Ngục Chi Chủ và Đế Tu La là xuất chúng nhất, chiến lực kinh người, là đỉnh cấp trong số các đế. Thiên đạo chi bảo trong tay uy lực vô cùng. Thiên đạo thần binh uy lực bất phàm, nhưng ta cũng có. Trung Nhạc thân thể khẽ run lên, đột nhiên các món thiên đạo chi bảo bay về phía chiến trường. 30 món thiên đạo chi bảo, thần đạo chi bảo của hắn tới rất đúng lúc. 30 món bảo bối biến thành giao đài, thiên ngục, huyền hoàng sơn, thiên lâu sách, huyền tấn chi môn. Các món thiên đạo chi bảo khổng lồ oanh kích chặn đứng thế tấn công của quân địch. Bệ Ngạn Đế cầm thiên phạt đối đầu với thiên phạt của Bích Lạc Tiên Sinh. Thiên Yêu Đế tế thiên ngục đấu lại thiên ngục chi chủ. Thần Thiên Vương dùng huyền hoàng sơn đấu huyền hoàng sơn. Còn có thiên sách lâu tấn công thiên sách lâu. Huyền nữ Bát Phong Cung giằng co với huyền nữ Bát Phong Cung, đánh cho trở long đất lở. Phục Hy Tiểu Nhi lại tế thiên đạo chi bảo lên sao? Trong Thần Đế Cung, Thiên nhìn cảnh tượng đó không khỏi bật cười. Hắn đúng là dốc hết kế sách rồi. Ta tới lấy thiên đạo chi bảo của hắn, giết hết toàn bộ bộ hạ của hắn ta. Nói rồi hắn thỏ tay ra, thiên uy cuồn cuộn tiến về chiến trường. Thiên uy cuồn cuộn về phía thiên đạo chi bảo. Thế nhưng rồi sau đấy, Thiên không khỏi kinh ngạc. Những món thiên đạo chi bảo mà Trung Nhạc luyện chế không bị hắn khống chế, mà khẽ lắc một chút, mỗi một món đều hiện ra tiên thiên bắt quái đồ, quét sạch thiên uy, khiến cho hắn không thể điều khiển được chúng. Lạ thật. Thiên trầm ngâm nói. Hắn lại luyện số thiên đạo đồ này thành của mình, dùng công pháp của hắn điều khiển thiên đạo chi báo, khiến cho ta không thể đoạt đi được. Nhưng hắn cần phải chống đỡ lại ta, uy lực của thiên đạo chi báo sẽ không thể phát huy được toàn bộ. Lúc này Càn Đô Thần Vương ánh mắt lay động. Để ta trợ giúp ngươi. Nói rồi từng vòng tiên thiên đạo đồ bay ra, biến thành 19 món thiên đạo chi bảo. Trong 64 tòa thành có 19 vị thành chủ có thiên đạo chi bảo lập tức chiếm thế thượng phong. Đông đảo thiên đạo thân áp lực gia tăng, Huyền Cơ đột nhiên thi triển thiên toàn xa, xông ra khỏi vòng vây của thiên huyền thiên cơ, tấn công Huyền Kỳ Nhị Đế. Huyền Đế không kịp trở tay bị trọng thương, Kỳ Đế tới cứu cũng bị trọng thương. Huyền Cơ dựa vào tốc độ của thiên toàn xa lao đi vun vút giữa các tòa đại trận, khiến cho chủ soái của 64 tòa thành bị trọng thương liên tiếp. Trung Nhạc chần chừ một chút, rút tiên thiên thần đao, quyết đoán nói. Táng Linh, đem theo đao của ta đi giết Huyền Cơ. Táng Linh Thần Vương nhận lấy đao, bay lên lao thẳng tới chiến trường. Huyền Cơ đang điều khiển tiên toàn xa xông tới Bỉ Xì Đế, đột nhiên thấy Táng Linh Thần Vương chặn đường, cúi người một cái, một đạo đao quang bắn thẳng lên trời. Huyền Cơ rơi đầu, lăn hai vòng liền, cái đầu liền cười nói. Dịch đạo hữu, cuối cùng ngươi cũng thắng ta thua rồi.